cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 54 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha, chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị Helen Võ hiện đang ở thành phố Arizona. Chị đã nghe biết cha từ khi còn ở trong nước, nhưng chị chưa một lần đến viếng thăm cha. Hôm nay, chị rất xúc động khi biết được có văn phòng của cha Trương Bửu Diệp tại Garden Grove, California. Vì kể từ nay, những ai không thể về Việt Nam đã có nơi đến viếng thăm cha. Sau đây, xin kính mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại những ơn lành mà chị đã nhận được qua sự cầu bầu của cha. Nhà tôi tên là Helen Võ, tôi đến từ Arizona. Ngày hôm nay, trước tiên hết thì xin gửi lời chào đến các bác cùng tất cả các anh chị. Ngày hôm nay tôi đến được cái văn phòng của cha đó là cũng nhờ do một cái cơ duyên. Cảm động quá. Thật sự ngày xưa đó, lúc tôi còn ở Việt Nam đó, thì tôi đã có nghe danh cha và cũng biết đến cha rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là cha ở quá xa, thành ra không có cái dịp mà để đến để mà bên chân của cha để mà tạ ơn, đồng thời cũng cầu nguyện. Thì ngày hôm nay á, là nghe cha đã được về tới Cali này, một cái thành phố mà người Việt chúng ta tập trung rất là nhiều ở đây, thì đó cũng là một cái cơ duyên cho tất cả những người mà xa xứ như chúng ta. Thì thật sự mà nói ra, có những cái điều mà ước nguyện thầm kín mà cha đã ban cho mình được tội nguyện, mình cũng khó có thể nói ra để mà thật sự mà để chia sẻ với các anh chị. Nhưng mà thật sự mà nói, cha rất là hiển linh, đã ban ơn cho mình được những cái điều mà mình cầu nguyện. Cho nên ngày hôm nay khi mà cha được đến tới nước Mỹ này, và tất cả chúng ta đến đây để được xin làm một cái lễ tuyên thánh cho cha, thì tôi cũng muốn đến đây để nói một vài lời. Thật sự không phải là ca ngợi hay là truyền tụng gì hết, nhưng mà đó là riêng về cái tâm tư của tôi đối với cái sự hiển linh của cha. Và cũng muốn gửi đến tất cả những anh chị em ở xa gần,
Hy vọng rằng các anh chị em cũng sẽ được xem những cái chương trình này một cách trực tiếp. Và những anh chị em mà đã được cha cứu giúp, và những anh chị em tương lai sẽ đến với cha, thì riêng bản thân tôi thì xúc động quá, đã được cha cứu giúp rất là nhiều, nên muốn chia sẻ tất cả với những anh chị em ở xa gần chưa có dịp biết đến cái văn phòng của cha ở Cali này, thì mình cũng cầu mong rằng sẽ có một cái cơ duyên nào đó các anh chị em được xem những cái đoạn phim ngắn như vậy để mà đến với cha cũng như mình đã đến với cha. Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ. Ông Huỳnh Văn Ru hiện đang ở thành phố Azusa, Los Angeles. Một ngày ông đến văn phòng để cầu nguyện. Sau khi khấn cha về, ông thấy được sự mầu nhiệm linh thiêng của cha đã tỏ ra cho ông. Ông đem nhiều hình ảnh của cha và thỉnh nguyện thư để gửi cho mọi người ông quen biết với ước mong nhiều người biết đến và ủng hộ cha sớm được phong thánh. Hôm nay, ông đã trở lại để chia sẻ những cảm nghiệm của ông về cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mời quý khán thính giả nghe ông kể lại ngay sau đây. Dạ, tôi là Huỳnh Văn Ru. Hiện đang sống ở thành phố Azusa, ở LA. Nhưng mà gia đình á, thì ở xa lắm, ở Kansas này. Chỉ tôi xuống đây có một mình thôi. Thì cách đây có lẽ là khoảng hơn 2 tuần, thì tôi có xuống đây, thì có ghé đây thì gặp anh. Rồi có thỉnh một số những cái hình ảnh với thỉnh nguyện thư, rồi có ký thỉnh nguyện thư cho cha. Rồi tôi có hứa đó là tôi sẽ lấy một số hình của cha với là một số thỉnh nguyện thư để mà về phổ biến cho tất cả bạn bè ở mấy chục tiểu bang khác. Thì cái điều mà đầu tiên mà khi mà tôi hứa với cha đó là tôi nói con làm gì được trong khả năng của con đó, thì con sẽ làm. Thì xin cha giúp cho con được bình an. Thì cái điều đầu tiên mà cha làm bữa đó, khi mà tôi về tới cái tiệm của tôi rồi đó, thì cái ngày hôm sau đó tôi đóng thùng để tôi gửi cái hình của cha với tiểu nguyện thư về cho tiểu bang khác đó. Thì chính cha làm một điều mà tôi phải là sợ đó, phải cảm nhận, cảm thấy là nổi da gà đó, là khi tôi vô cái thùng á, tôi bỏ đồ trong đó xong xuôi hết rồi, đàng hoàng rồi đó, thì tôi cứ bỏ cái hình của cha đó ở dưới thỉnh nguyện thư á, tôi lót báo á, tôi để ở trên. Thì cái hình này nè, cái hình này với cái thỉnh nguyện thư của cha đó, tôi để vô cái thùng không có vừa, nó dư một cái khúc như vậy. Thì tôi nghĩ hoài, tôi mới nói cha, con tính gửi cái thùng quà này với hình của cha với thỉnh nguyện thư cho cha về cho người ta, mà bây giờ không vừa làm sao cha, chắc con phải cắt rồi. Thì tôi mới đi lấy cái kéo, tôi đi lấy cái kéo để tôi tính tôi cắt cái riềng này nè, cho nó nhỏ lại, cho nó nhỏ lại để nó vừa, tay nó chỉ hụt có chút xíu thôi, tức là tôi để vô trong cái thùng anh biết không, tôi để vô cái thùng thì nó chỉ dư có chút xíu cái riềng này thôi, mà bây giờ là mà tôi thấy cái riềng này khi mình để trong cái khung á thì cũng đâu có thấy đâu. Thì chính vậy tôi lấy cái kéo, tôi đã lấy kéo xong xuôi đàng hoàng rồi thì tôi tính tôi cắt, nhưng mà không biết cái trong tâm tôi nghĩ sao không biết, nhưng mà tôi cầm cái kéo rồi tôi tính tôi cắt, nhưng mà tôi nói bây giờ cắt thì xấu quá đi, tôi không cắt. Thì tôi mới nói với cha, tôi nói đáng lẽ con cắt nhưng mà con nghĩ con cắt thì xấu lắm cha, không được, thôi bây giờ con bỏ cái hình của cha trong một bao thờ khác, con gửi riêng chứ con không gửi trong cái thùng quà này được, thôi vậy cha chịu khó cha đi riêng nha. Tôi nói giỡn như vậy với cha vậy đó, tôi nói vậy thì con bỏ trong bao thờ ha, con gửi rồi bây giờ con gửi riêng cha, thùng quà đi riêng, chắc là đáng lẽ vậy con gửi chung với thùng quà, nhưng mà cha không vừa thôi thì giờ con cắt cũng không được, thì thầy giờ con gửi riêng. Thì tôi lấy cái bao thờ vàng á, tôi mới bỏ một cái sách thỉnh nguyện thư với cái chục tấm hình của cha, tôi bỏ vô, tôi dán lại, tôi viết địa chỉ xong hết rồi. Thì bây giờ cái thùng quà bên này á,
thì nó còn dư một khúc kia là tôi dự trù để mà tôi bỏ hình á, thì tôi mới lấy báo tôi lót lên để cho nó vừa á. Tôi lấy báo tôi lót tôi tấn xong hết đàng hoàng rồi, cái tôi nói hơi về con dán cái thùng quà lại, thùng con đi gửi cho cha. Thì tôi làm xong đâu đó đàng hoàng hết rồi, đàng hoàng rồi, cái tôi lấy băng keo lại để mà tôi dán tới cái thùng á. Thì tự nhiên cái điều khiến một cái điều đặc biệt là tôi cầm cái hình, cái bao thơ mà tôi viết rồi đó, tôi để lại vô trong cái thùng. Thì khi mà tôi không, tại vì nó không vừa rồi, thì bây giờ mà bỏ thêm cái bao thơ trong bao thơ vàng ấy, thì nó còn bự hơn nữa, nó bự cái gốc kia nè. Thì khi mà tự nhiên tôi cầm cái bao thơ tôi để vô thùng ấy, nó vừa y à, là bắt đầu tôi rung. Cái tôi mới nói, ủa sao nãy không vừa mà bây giờ vừa, cha bảo cha làm phép hả? Vậy cảm ơn cha nghe. Tôi bỏ vô trong, tôi nó vừa y trong cái thùng mà chính đó là đã tôi thử trần xiên không được, xéo không được, rồi nghiêng không được, tôi tính rồi làm đủ kiểu để tôi để cái hình vô trong cái thùng, mà tôi nói kiểu nào cũng hư hình hết, không có được. Rồi chính vậy mà tôi mới bỏ hình của cha trong cái bao thờ. Thì khi tôi bỏ xong rồi là tôi viết địa chỉ rồi xong hết rồi đàng hoàng rồi đó, thì tôi mới lấy băng keo tính tôi dán cái thùng rồi tôi mới đi gửi. Thì cha khiến sao không biết, tôi cầm cái bao thơ đó tôi để vô cái thùng đó lại cái gì, nó vừa y mà hồi trước nó không vừa, mà bây giờ có bao thơ lại nó vừa. Là cái điều làm tôi không thể giải thích được, tại vì nếu mà phải trước đó mà tôi không làm á, không thì nói là không biết không đúng. Còn này chính tôi đã để vô trong, tôi cho để đứng không được, để nằm không được, để xiên không được, thì tôi mới cắt. Mà tôi lấy kéo rồi, có kéo sẵn sàng nữa mà tôi cắt không được. Tôi nói cắt thì xấu quá đi không được, tôi không cắt. Cái tôi mới lấy cái bao thơ tôi bỏ vô, thì bây giờ nó vừa. Thì chính khi mà nó vừa rồi đó, cái tôi mới bắt đầu rung rồi, tôi mới nói là cha làm phép lạ vậy, là con cảm ơn cha ha, bây giờ con đi gửi. Thì khi mà tôi trước khi tôi gửi, tôi bưng cái thùng, tôi mới nói cha, nó nói nếu mà cha làm con mà có duyên với cha vậy đó, thì con sẽ đi mua một cái khuôn hình, con lộng hình cha trong tiệm của con. Tại vì hồi mà tôi đem về đó là tôi không có nghĩ là tôi sẽ lộng cái hình của cha trên tiệm. Tôi chỉ gửi cho bà con thôi. Thì khi mà cha làm cái như vậy đó cho tôi đó, thì tôi thấy ngạc nhiên rồi tôi mới nói lại với cha. Thằng nói nếu mà con có duyên với cha ha, cha đã làm phép lại cho con thấy như vậy đó, thì con sẽ mua cái khung hình cho cha. Thì tôi hứa là tôi mua cái khung hình, nhưng mà 3 ngày rồi tôi chưa có đi chợ. Tôi đi chợ mà tôi cũng quên, không có nhớ. Mà tôi về tới nhà đó, thì tôi về tới tiệm rồi thì tôi nói chết cha, quên mua cái hình cho cha, khung hình cho cha rồi. Thì tới ngày thứ tư á, tôi đi lại đằng chợ 99 cent á, tôi mua trái cây. Thì tôi vừa vô chợ thì tôi lấy cái xe đẩy á, tôi đẩy đi. Thì đầu óc của tôi lúc đó không có nghĩ là một cái khung, mà tôi đi mua trái cây, không có nhớ cái khung. Thì cha ông khiến sao không biết, ông đẩy cái xe tôi đi ngay lại cái chỗ bán khung. Khi mà lại ngay chỗ bán khung á, là tôi mới giật mình rồi, tôi mới nói rồi, cha nhắc con phải không? Thì vừa tới ngay chỗ bán khung đó, thì có một cái khung hình nó nằm ở tuốt ở trên đó, nó không nằm ở dưới này, mà nằm dưới trên đó, mà nó nằm một mình thôi. Thì tôi tự nhiên cái khiến cái cho là tôi nhìn vô cái khung đó, là tôi nói với cha liền, tôi nói bộ cha thích cái khung này phải không, sao cha dẫn con lại đây. Tôi nói thẳng với cha như vậy á. Cái rồi tôi mới nói nếu mà cha thích con sẽ đem về. Thì tôi coi trong cái số đó, thì cái số để là 8.511, mà trong chợ nay nó bán là toàn là 8.10 không, nó không có bán là bự hơn. Thì tôi mới thấy, tôi nói vậy có vừa cha không cha, nhưng mà nếu cha thích thì con đem về nha. Tại tôi không biết cái tấm này là sai mấy, mà tôi nghĩ là chỉ 8.10 thôi. Vô gặp ngay cái khuôn hình đó là tôi bắt đầu tôi rung rồi đó, là tại vì tôi không có nhớ là tôi mua khuôn hình. Về tới tiệm tôi nhớ, nhưng mà khi đi chợ tôi không có nhớ. Khi bắt đầu tôi thấy khuôn hình rồi đó, thì tôi hỏi bộ cha chọn cái này phải không, nếu mà cha thích thì con lấy, nhưng mà có vừa hay không là con không biết nghe. Nếu mà cha thích thì con cứ lấy thôi. Khi mà tôi lấy cái hình về đó, cái khung về rồi cái gì, là tôi bỏ trái cây rồi riêng, tôi chưa lấy trái cây đâu, tôi đem khung vô trước, tôi lấy hình của cha ra trước, tôi đem cái khung với cái hình ra mà tôi đưa ra rồi, tôi bắt đầu tôi rung liền. Cái rung thứ hai của tôi đó là cái khung đó với cái tấm hình này nó ăn tiệp rất là đẹp. Anh thấy ở đây là cái màu đen trong màu đen cái gì? Ở ngoài vàng cái gì? Cái khung nó ở ngoài đen trong vàng. Không có cái gì mà
khác hết trơn cái trò, tức là cái khung, cái hình này, cái riềng này với cái hình này sao tôi để cho cái khung. Giờ mấy người họ lại coi hỏi tôi một câu, hỏi anh mua cái khung đâu đẹp dữ vậy, mà chính tôi đi lại tiệm tôi hỏi cái khung đó lại thì nó nói khung này tao không có bán, lâu lắm không có bán. Thì chính một cái điều đó là hai cái điều mà cha làm, là cho nên tôi mới hứa cha nó được rồi. Thì bây giờ bữa nay con sẽ đi xuống cái văn phòng trở lại, con sẽ lấy thêm hình, lấy thêm tỉnh nguyện thư của cha để con phổ biến cho tất cả bạn bè ở khắp nơi. Đó là lời nguyện mà tôi hứa với cha để tôi làm. Thì chính cha làm cho tôi hai điều là tôi thấy rõ ràng là tôi rung á. Cũng xin phổ biến cho tất cả quý bà con đã biết là chính cá nhân tôi đó là cha đã làm phép lạ hai lần đó trong vòng một tuần. Lòng con thong thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng Cha Phanxicô. Chị Christina Thanh Nguyễn hiện đang ở thành phố Costa Mesa, California. Vào năm 1994, do hiếm muộn, chị đã gửi lời khấn cho người quen ở Việt Nam đến viếng Tắc Xỉ, Cà Mau, nơi có mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Xin cho chị có được đứa con. Một thời gian sau, chị có tin vui. Bác sĩ cho chị biết chị sẽ sanh đôi, một trai và một gái. Chị vô cùng vui mừng và nhớ lại ngày đó, chị đã nhờ xin khấn cha cho chị có hai đứa con, một trai và một gái. Và nay mong ước của chị đã thành sự thực. Xin kính mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại sau đây. Dạ, em tên là Christina Thanh Nguyễn. Em ở Costa Mesa đó. Có tình cờ vô hổm em đang ngồi coi TV. Coi TV cái nghe trên đài nói là hả, có văn phòng mở ở Garden Road mà em không biết ở đâu. Em viết được cái số phone. Cái nó là có cha Trương Bửu Diệp qua là cha qua đây rồi. Mà em nhớ hồi đó năm 94 ở Việt Nam á, em có viết một cái lá thơ gửi xuống dưới mộ cha đó. Là em cầu nguyện xin cha là nhờ bạn đem xuống mộ, nói cha là em muốn cho con qua Mỹ con được đứa trai đứa gái. Xong cái lúc mà năm 98 thì em qua Mỹ được một năm sau thì em có thai. Thế là cái em đi bác sĩ thì bác sĩ nói em là em bị hư thai rồi. Xong cái em về nhà em uống thuốc tùm lum tùm la rồi hả, em thoa dằn nước nóng rồi hả, xong giác rồi uống, thậm chí em mua luôn cả cái thuốc, ta nói thuốc gì, thuốc bắc gì, thuốc sổ lồng gì đó, em cũng uống 5 viên rồi. Uống xong cái em nói ủa sao tự nhiên tay chân con bụng rủng quá, cái má chồng nói thôi đừng có uống nữa, để đi coi có bác sĩ nào khác. Thì ấy các em cũng ráng uống thêm 2 viên nữa để em khỏe mạnh để em đi làm, chứ em qua mà em có bệnh rề vậy thì em cũng không muốn. Thế là uống thêm 2 viên nữa thì em nằm gục luôn. Thế là má chồng em đi bộ nghe nói ô có bác sĩ cơ ở đây giỏi lắm nè. Xong cái em đi vô trong bác sĩ cơ em đi không nổi luôn, mà lúc mà vô trong đó thì bác sĩ em cũng kể trường hợp em vậy, bác sĩ khám, bác sĩ nói xong rồi bác sĩ ra nói ủa ai nói cô hư đó, buy one get one free. Nghe bác sĩ nói vậy cái tự nhiên em nói trời ơi, bác sĩ nói thiệt hay nói giỡn. Cái bác sĩ nói trời ơi bác sĩ sao mà nói giỡn được. Vậy em có hợp lên bác sĩ rồi. Cái lúc đó là từ đó giờ em về nhà cái em khỏe, khám bác sĩ xong ra em đi sân sẩn mấy người ta nói ủa nãy thấy cô này cô vô cô đi không nổi, bây giờ cô ra cô khỏe dữ vậy. Thì làm nghe cha nói em có hai đứa, nhưng mà em không biết là hai trai hay gái thì chưa biết. Khoảng 3-4 tháng sau ấy, em đi tái khám thì bác sĩ nói là hả, một trai một gái. Trời ơi, cái lúc đó em mới nghĩ ra là hồi đó năm 94, giờ cái cuốn sổ của em bây giờ em viết thư em còn để ở trong đây nè, nói là hả, xin cha cho con một đứa trai đứa gái, là ý như là cha cho con sanh đứa trai đứa gái, mà đâu có ngờ là cha cho một lúc hai đứa luôn. Mà em đúng là cái này là hả, phép lạ của cha ban cho em, chứ hả ai cũng nói em là phép lạ chứ, uống thuốc gì tầm bậy tầm bạ vô mà hả không có bị sao hết.
Rồi bây giờ hai đứa con của em là bên đi với cây bình là hai đứa sanh đôi, hai đứa này là con của cha đó. Hai đứa sanh năm 1999. Này nè. Này Mindy là em sanh mổ Mindy lấy ra trước có mấy phút à. Tới Kevin hồi đó có 4 phao à, bây giờ to vậy nè. Còn à, còn Mindy thì 6 phao mấy. Còn bé nhỏ này là Alina cách 7 năm sau mới sanh. Đó, trời ơi, bởi vậy ai cũng nói là đây nè, em còn cái bằng chứng này nè. Cái ngày mà em viết thư gửi cho bạn em dưới mộ cha đó là ngày 16 tháng 8 năm 94. Mà có ghi là hả, xin cha cho con một trai một gái, cha cho lúc luôn hai đứa luôn. Tại vì hồi đó em đi làm á, em cũng nghe nói cha Diệp, mà em không biết cha Diệp là ai hết trơn á. Tại em đi làm em đâu có được đi đâu đâu, thì mấy đứa bạn nói cha này linh lắm. Thế là em cũng có cái lòng tin, cái em mới viết cái thơ em gửi cho cô bạn, với lại em gửi 50.000 tiền Việt Nam á, gửi xuống đó mộ cha đó, nói ờ cho chị gửi này đi rồi gửi cho cha, vậy thì chị không có dịp chị đi. Em gọi ở Việt Nam năm 94 á. Dạ vâng, rồi năm 98 em mới được đi Mỹ. Mà trong thời gian lâu đó, mấy năm thì em qua đây thì được có một năm sau là em là cho con một đứa trai đứa gái. Là ý như là nếu mà cho con sanh thì sanh được đứa trai đứa gái, ai ngờ ra cho một lúc luôn hai đứa. Mà đúng là phép lạ. Em uống thuốc tùm lum tùm la hết trơn á mà hả, hai đứa giờ ra đẹp. Không có, đó là nó là hai đứa này con của cha Trương Bụi Diệp. Sau nó nghe nói văn phòng ở đây em mừng quá, em mới gọi phone. Thế là em mới bữa nay em có giờ thời gian mới dẫn hai cháu tới. Còn tấm hình này là em về năm 2004 á, hai đứa con này được 4 tuổi nè. Đi đang ở dưới mộ cha trong nhà thờ Tắc Sậy nè. Là tới tạ ơn cha đó. Là cha đã cho em hai đứa con như vậy. Đó, giờ hai đứa nó to như vậy. Cái này là 2004 em về Việt Nam. Em cầu xin nhiều lắm. Nhưng mà có cái em được nhiều ơn lắm, nhưng mà cái đặc biệt nhất là cha cho một đứa trai đứa gái như vậy là cha quá 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 là linh. Bởi vậy em hả có lòng tin đó. Bởi vậy nhiều người ngoại đạo, em cũng có nhiều bạn lắm. Họ ngoại đạo chứ mà họ có cầu xin được nhiều lắm, em cũng giới thiệu bạn em tới đây. Rồi nói để cho mọi người biết là cha Trương Bụi Diệp như vậy đó. Bởi vậy mỗi người phải ký để thỉnh nguyện thư để cho cha được phong thánh, càng sớm thì càng tốt. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài. Ông Bùi Văn Chiến hiện đang ở thành phố Judica, New York. Hôm nay có dịp ông qua California thăm người thân và được biết có văn phòng cha Trương Bụi Diệp tại Garden Grove. Ông liền đến để cầu nguyện với cha và chia sẻ ơn lành ông đã nhận được vào năm 2007 qua lời cầu bầu linh thiêng của cha. Tôi tên là Bùi Văn Chiến, ở thành phố Utica, New York, thuộc một vùng cao nguyên của tiểu bang New York. Và tôi có dịp đi qua bên Cali này để nuôi bệnh của em tôi. Và tôi đã biết được cái nơi văn phòng của cha Trương Diệp để lấy những chứng từ tờ báo phổ thông ở nhà thờ tôi đi hàng tuần. Và tôi thì được một ân lành của cha là cái ngày năm 2007 thì cô em tôi gọi điện thoại qua. Nói tôi là má tôi vô trong nằm trong bệnh viện cấp cứu. Và bác sĩ đã nói rằng không có thể qua được, thì tôi phải qua gấp. Thì lúc đó tôi đang làm việc, thì tôi chỉ ngày hôm sau tôi mua vé tôi qua, nhưng mà thời gian cũng phải kéo dài tới gần 24 tiếng. Thì tôi có đứng ở trước cả nhà, tôi cũng có hình của cha Trương Bụi Diệp. Thì tôi có làm dấu và đọc ba kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh và kinh Đại Cha. Và tôi nói với cha là xin cha giữ má con để con qua tới để gặp má con lần cuối. Và khi rồi ngày hôm sau tôi lên được, thì khi tôi tới bệnh viện thì má tôi đã chỉ thở thoi thóp trong dùng ống dưỡng khí để thở thôi. Thì tôi ở đấy với bà, khi bà tôi nói chuyện với bà thì bà nhận ra tôi liền, mắt bà sáng rực lên và
chỉ có tôi, người trong cuộc, tôi nhìn biết được ánh mắt của bà. Và tôi đã ở với bà đúng 7 ngày. Thì tôi thấy tình trạng của bà cũng vẫn vậy thôi, không lên, không xuống. Thì tôi mới nói rằng thôi, thì ngày thứ 7 hôm đó thì tôi nói thôi, chiều hôm đó tôi vô, tôi từ giã má tôi để tôi đi về. Tại vì tôi còn đi làm, tôi không thể nào ở lại kéo dài được nữa. Thì chiều đó tôi vô từ giã, rồi đêm đó 1 giờ sáng thì nhà thương gọi vô nói rằng má tôi đã đi. Thì cái điều này chứng tỏ là cha đã giữ má tôi ở với tôi trong 1 tuần lễ, rồi ngài cho má tôi đi để tôi trong để tôi có thời giờ để nói chuyện, để gọi về hãng và báo cho biết là tôi sẽ ở lại để lo hậu sự cho má tôi. Chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp tập 54 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 7, sẽ có buổi cầu nguyện để dâng lên cha Trương Bửu Diệp những lời khấn và cảm tạ ghi trong sổ tháng 6. Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, kính mời quý ông bà tham dự tiệc nhẹ để chung vui ngày độc lập July 4, ngày Father's Day và mừng ngày phát hành DVD ơn cha Diệp số 50 và 100 kỳ phát thanh radio Trương Bửu Diệp Foundation. Đặc biệt, thể theo lời yêu cầu của quý vị ở xa, buổi cầu nguyện sẽ được chiếu trực tiếp trên Internet để mọi người trên toàn thế giới cùng hiệp thông. Xin mời quý vị vào trang web của hội www.truongbuudiep.org để được hướng dẫn. Mã số 123, nếu có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, California, xin quý vị nhớ đọc số 123 là ngày giỗ cha Diệp 12 tháng 3. Ban giám đốc siêu thị sẽ trích ra 5% từ hóa đơn mua hàng để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Giờ phát hình. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ Năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Đặt máy nhận thẻ toàn Hoa Kỳ. Các cơ sở thương mại muốn đặt máy nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin liên lạc ông Nguyễn Bá Trí, công ty MSG qua số toll free 1-866-642-6843 hoặc cell phone số 949-331-2459. Bên cạnh việc lắp đặt máy nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, MSG còn trích ra lợi nhuận để giúp Trương Bửu Diệp Foundation in sách ơn cha Diệp tập 2 sẽ được phát hành trong tháng 8 tới đây. CD ơn cha Diệp để thay cho chương trình radio vào mỗi thứ Năm trên băng tần 106.3 FM đang tạm ngừng. Chúng tôi phát hành CD ơn cha Diệp và phát miễn phí tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E103105, thành phố Garden Grove, California 92843. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình ơn cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp.